Ông Ca Sơ, 65 tuổi, dân tộc Châu Mạ, nghi bị lạc trong rừng Cát Tiên từ ngày 30 tháng 8 đến nay. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự phối hợp với người dân mở rộng tìm kiếm. Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết công tác tìm kiếm ông Ca Sơ đi lạc trong rừng nhiều ngày nay vẫn đang được các ngành chức năng triển khai. Thông tin ban đầu, từ ngày 30 tháng 8, ông Ca Sơ đi vào rừng theo hướng về phía Khi Bầu Sấu, rừng Cát Tiên, tiếp giáp Tam Giác Suối Ràng, rừng Mã Đà, nhiều khả năng ông vào rừng để hái măng. Tuy nhiên, 3 ngày sau vẫn không thấy ông về nên người dân trong làng đã vào rừng đi tìm kiếm. Sau khi nắm được vụ việc, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã thông báo đến chính quyền địa phương, đồng thời cử nhiều kiểm lâm viên cùng người dân vào rừng tìm kiếm ông Ca Sơ. Nhưng đến nay, vẫn chưa có thông tin gì về người đàn ông đi lạc này.